Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về bố trí cốt thép thay đổi trong Pro Structure. Mình chọn cấu kiện là bê tông, mình chọn đường kính thép, đó mình chọn cái đường dẫn để cho cây thép nó đi qua. Đây là ví dụ mình bố trí cốt đai vòng quanh, bố trí nhầm xuống cây cái này cho nên nó chạy khác đi. Thì ví dụ như nó bị như vậy thì mình xóa cái cây ở đây, mình sẽ có một cái cây là line xóa đi. Đó, thì nó sẽ trở thành cái cốt thép của mình. Đó, đây là cốt thép ví dụ mình vẽ cong là bình thường. Sau đó ví dụ mình điều chỉnh cái khoảng cách này là 250. Đây là phần bố trí cốt thép trụ cong, ví dụ như mình có cái cong theo phương này nữa thì cũng được, nó cũng sẽ cong theo cho mình. Make à thì nó sẽ thành cong cho mình.